Xin chào cả nhà, hôm nay là cuốn sổ đấy em. Em dỗ tổ của bên nhà nghệ sĩ. Dạ. Bây giờ mua cái bảo và cái bình. Thì nếu tôi Thảo nó về rồi, tất cả anh em nghệ sĩ ở Hà Nội. Một chút đi, đây, chúng. Bây giờ mình lên nhang nha. Không lấy quần sổ. Không lấy nữa mà. Bây giờ anh Bình trước. Bây giờ bạn nào cầm đi. Dạ, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 8 âm lịch. Dạ, chúng con xin được lòng thành kính dâng lên tổ nghiệp thập nhị công nghệ tam vị thánh tổ ngành nghệ thuật nổi tiếng. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thắng, ngày danh là Thị Thắng, pháp danh là Pháp Thành. Ngày hôm nay có mặt tại sân khấu này của tập cà phê của thí chủ phía Anh, và cùng với đó là thí chủ là ca sĩ Khánh Bình và nữ ca sĩ Ngô Thái Bảo. Chúng con hôm nay dỗ tổ ở nơi xa, có chút lòng thành kính dâng lên tổ nghiệp phù hộ độ trì cho anh chị em nghệ sĩ, cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của chúng con được sức khỏe dồi dào, được an khang thịnh vượng, được vạn sự như ý. Dạ, tâm cầu sở nguyện, nguyện cầu ý thành, chúng con xin kính lạy dâng lên tổ nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhạc anh đi. Tay hai cái mâm này xuống. Vâng, còn là cái kia để lên. Cái bị ra xong rồi. Đã được bộ đã của bé đã thảo. Các bạn. Đấy, chứ đủ nguyên hộp bản biến. Hóa cho tiếng. Hello, cả nhà, bây giờ mình cúng xong rồi, mời mời các anh em, các doanh nghiệp đến ăn. Nói chung là ở đây mình dỗ tổ phương xa, đó là Hà Nội nha. Tại vì mình hát chỗ nào có sân khấu thì mình dỗ tổ thôi. Dạ. Chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc. Và anh em nghệ sĩ bộ show sẽ được show nhiều nè. Và các doanh nhân, anh em nghệ sĩ là rất là may mắn quý vị. Anh em nghệ sĩ ai cũng là nhiệt tình, rất là dễ thương. Rồi, chúc sức khỏe mọi người. Có anh Vy, đó đang sáng phát đó, lên YouTube nè, mở TV luôn này, hoặc là lấy TV được không? Nó được không? Con cái này các bạn nghe bài mới của mình này. đừng cái bầu ơi đừng khóc này, đừng khóc bầu ơi, các mình hát nha, bài mới luôn, mới tân luôn, quay chơi cái tình cảm tình nghĩa đi, mình là phương xa mà vui vui nghệ sĩ đó bao nhiêu đó hơn kìa em kìa bạn ngồi kia kìa đó hồi nó tóc hồng luôn đó. Ngô thấy bảo hồng không. Ngô Hồng thấy bảo. Ngô Hồng thấy bảo không? Cái lý của thằng nó ra sau đó. Đó, hồng cái gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngồi ăn uống không ạ? Trời nhớ cái đồng hồng này. Cô Hồng Thái Bảo. Bài mới sáng tác đó em. Đó là em ra ăn cua Cà Mau. Ủa anh đặt cho em con gà chưa? Chứ đồ ơi, đây anh không nhắc được luôn. Bây giờ hết hồn. Bận quá đi sáng. Em nhìn em mới nhớ nè, em không có nhớ đâu. Đây cũng tổ rất là nhiều món nè cả nhà. Tự nhiên là qua rất nhiều món nha, thì bạn nhớ đưa vô viện cấp cứu á. Nó sốt xuất huyết nửa đêm á. Tổ thân đông á. Cúng tổ này ăn ngập mặt luôn nè. Anh em có chúng em cũng làm gì thầy. Dạ. Mỗi lần mà đi với anh Khánh Bình là về chắc chắn là lên ký. Đúng rồi. À, mình phải ăn ngập mặt vậy đó. Mình làm mình phải ăn cả nhà. Nói chung ngày số tổ anh chị em nghệ sĩ là mọi người góp vui rồi nha ơi. Thôi chỉ có 20 người thôi cả nhà. Nhưng mà nó là tình cảm nha. Tại vì cả nhà biết đâu mình quen cúng tổ. Thành ra là đúng rồi. Quê em thì cũng